thừa về em những gì không? Anh nói em là một người con gái tốt, em là một người sống biết điều, anh yêu em nhất trên cuộc đời này. Vì sao anh lại bỏ người anh yêu nhất trên cuộc đời này một mình? Cái này là em tặng anh mà. Anh đeo lên đây để tỏ tình với con gái khác hả? Đúng. Sau khi hai đứa mình chia tay, anh cũng nhớ em nhiều lắm. Mỗi lúc là lên trường á, anh hay tìm cớ để đi từ trên xuống dưới hết 10 tòa nhà để thấy lớp em học thôi. Khi hai đứa mình chia tay, cả hai đứa vẫn còn yêu nhau mà, đúng không? Nhưng mà anh xin lỗi, một người con gái tốt như em không nên yêu anh. Hôm nay mình đến với tần số tình yêu để đối diện lại với mối tình đầu của mình. Không cần biết kết quả như thế nào, mình cứ làm để sau này mình không phải hối hận là được rồi. Anh biết tại sao em không gọi điện cho anh không? Tại vì em muốn đứng trực tiếp ở đây. Vì nếu không đứng trực tiếp ở đây ngày hôm nay á, thì hai đứa mình sẽ không bao giờ có cơ hội đứng trực tiếp với nhau nữa. Anh nhìn em đi, anh có thấy gì quen không? Đôi giày anh tặng em lúc mình quen nhau nửa năm. Người ta nói tặng giày là chia xa, nhưng mà hôm nay em đi đôi giày này, em muốn bước lại gần anh hơn. Quay mặt nhìn em nè, nhìn đi, màu son môi anh thích cũng là món quà cuối cùng anh tặng cho em. Anh biết tại sao mà mỗi lần đi học em lại né tránh ánh mắt của anh không? Em biết là anh nhìn em, nhưng mà nếu em nhìn anh thì em sẽ khóc. Em không muốn mọi người xung quanh biết em yếu đuối, em cũng không muốn anh thương hại em. Anh đã nhớ anh hứa với em những gì không? Anh nói em là một người con gái tốt, em là một người sống biết điều, anh yêu em nhất trên cuộc đời này. Vì sao anh lại bỏ người anh yêu nhất trên cuộc đời này một mình? Cái này là em tặng anh mà. Anh đeo lên đây để tỏ tình với con gái khác hả? Đúng. Sau khi hai đứa mình chia tay, anh cũng nhớ em nhiều lắm. Mỗi lúc là lên trường á, anh hay tìm cớ để đi từ trên xuống dưới hết 10 tòa nhà để thấy lớp em học thôi. Khi hai đứa mình chia tay, cả hai đứa vẫn còn yêu nhau mà, đúng không? Nhưng mà anh xin lỗi, một người con gái tốt như em không nên yêu anh. Lý do mình chia tay là gì? Anh nói với em, nếu ai hỏi thì em nói với người ta là anh thích người khác. Nhưng em không tin. 2 năm mà em dễ lừa vậy hả? Em muốn nghe anh nói lý do chia tay của mình là gì. Anh nói những người yêu trước của anh bỏ anh tại vì anh trẻ con. Chỉ cần em không bao giờ bỏ anh cũng không bao giờ bỏ em. Tại vì trong suốt thời gian mà anh cảm thấy tình cảm của anh về em nó có một chút trục trặc, và anh cố gắng để cho nó hòa hợp lại với nhau. Nhưng càng lúc anh lại thấy nó như là hai hướng đi vậy đó, nên quyết định dừng lại. Vậy nếu bây giờ cả hai đứa mình đều cố gắng sửa đổi, em sẽ không ghen nữa. Em biết
những người con gái anh nhắn tin. Anh gỡ thì nhắn đi. Anh hỏi thử những người con gái ở đây, có ai không thắc mắc người yêu mình nhắn tin cho ai. Anh nói là cuộc đời này mình có duyên. Em cho anh nợ chữ tình, bây giờ em không cho anh nợ. Em muốn anh trả. Nếu bây giờ em sửa đổi, anh cũng sửa đổi. Em tin là mình sẽ đi được đến lâu dài. Mình còn có đứa con chung nữa mà, ca ca. Anh nhìn kìa. Anh nói là có con chung, tình yêu, có sản phẩm để hạn chế chia lìa. Giờ sản phẩm lớn rồi, sao anh lại muốn chia lìa vậy? Bây giờ anh nhìn vào mắt em đi. Anh nhìn vào mắt em. Anh có muốn tiếp tục với em không? Kết thúc với bạn đó rồi thì em vẫn còn tình cảm. Lâu lâu ngồi buồn thì lại nhớ lại bạn đó. Cách đây bao lâu rồi? 6 tháng 15 ngày. Còn thương người ta hả em? Sao mà đếm kỹ như vậy? Theo anh, trong tình yêu điều gì là quan trọng nhất? Cái niềm tin. Một cái nữa là không nói dối.